Vâng, xe tàu và lại là xe tàu. Ngày hôm nay thì em lại mang đến câu chuyện của những người chê xe tàu. Vâng, em lại nói thẳng luôn vào mặt các bác là xe tàu lên giá nó rẻ. Thế còn đâu là anh em tiền ít thì thịt nó lại thơm. Và đây là một chiếc xe tàu chính hiệu luôn. Một chiếc xe mà lại rất nhiều người mê. Và đây là một chiếc xe mà bác chủ là một người nằm neo, đã sử dụng chiếc xe này tương đối là nhiều năm. Và chiếc xe này đi rất là ok. Màu sơn trắng đẹp và pha đen rất là nổi bật. Và đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Trung Quốc được nhập khẩu. Tuy nhiên là sáng nó rất là ok. Anh em nào mua về tặng vợ tặng người yêu thì đảm bảo anh em không thể chê được câu nào. Đặc biệt là em này nó có hai quả đèn hậu mà anh em có nhìn nhá, một đỏ và một trắng. Nhiều người giật mình bảo làm sao mà nó lại có hai cái màu như này, mà nhiều xe nó phải cân đối hai bên đều đỏ, thế là nhầm rồi. Đây là một cái thiết kế mà theo tiêu chuẩn của những chiếc xe được nhập khẩu châu Âu bắt buộc phải có. Có nghĩa rằng là cái đèn đỏ là đèn lùi, còn cái đèn kia là đèn chiếu sáng khi mà mình lùi. Thế nên là các bác, nhiều bác thấy ngạc nhiên nhưng mà đúng sự thực nó là như thế. Cái này là đèn lùi và cái này là đèn chiếu sáng khi lùi. Đấy, là một cái thiết kế mà châu Âu bắt buộc tiêu chuẩn cho những chiếc xe được nhập khẩu châu Âu đều phải như vậy. Thế nên là các bác đừng ngạc nhiên nhá. Còn em này thì được cái là ngon cứng luôn, sơn si, tôn vỏ rồi keo chỉ của xe là đẹp. Và nội thất của em này thì vẫn còn cứng cáp. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Trung Quốc. Và đây là một chiếc BYD, phiên bản F3, sản xuất năm 2010. Và chiếc xe này được sản xuất tháng 3 năm 2010. Đấy, nhìn form dáng nó còn rất là nét. Và đây là một chiếc xe mà số tự động các bác nhá. Máy 1.5 số tự động, và máy của xe này thì sử dụng động cơ máy của Mitsubishi. Rất là bền bỉ và chạy rất là sướng luôn. Máy ngon, gầm chắc, đấy, thân vỏ ngon, giảm sóc các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường. Hệ thống điều hòa của xe thì cực kỳ mát lạnh luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá là 118 triệu đồng. Thế các bác nào mà thích cái dòng xe của Trung Quốc mà muốn mua một chiếc xe gọi là giá rẻ để tránh mưa tránh nắng thì đây là một sự lựa chọn cho các bác. Em này thì vận chuyển toàn quốc, đấy, ship xe toàn quốc luôn, giấy tờ đăng ký đăng kiểm đầy đủ. Và em này thì vẫn là đăng kiểm 1 năm bình thường, 2010 thì đăng kiểm 1 năm đến tận 2030 cơ. Đấy, còn 6 năm đăng kiểm 1 năm nữa. Và xe thì còn hoạt động hoàn toàn ok, chạy được 16 vạn, chưa thấy nói một câu nào gọi là xe lỗi xe kém cả. Thân vỏ thì xe theo năm tháng thời gian, nhưng mà được cái là sơn xì đều đẹp và không hề có bị bả tỉa tí nào. Nội thất bên trong ghế da còn nguyên, vô lăng thì được tích hợp logo TOTA. Và em này logo thì bác chủ có cái thích, có cái độ lên TOTA, nên các bác thông cảm là lắm người lại hỏi là TOTA hay BYD được thuộc TOTA là không phải nhá. BYD là một hãng xe thuần điện và xe điện lớn của Trung Quốc và cũng là đứng hàng top của thế giới rồi. Thế nhưng ở thị trường Việt Nam thì BYD thì đã vào thị trường Việt Nam từ những năm 2010-2011. Thế nhưng mà đến bây giờ thì mới mọi người mới biết thôi. Thì các bác có thể là check Google tra luôn cho em BYD là hãng xe gì nhá. Và xe thì vẫn còn ngon cứng luôn. Đấy, chất đẹp, dàn lốp thì tầm khoảng 70%. Nội thất xe sạch sẽ và đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2024. Dòng này thì các bác yên tâm là đăng kiểm bình thường, không vấn đề gì. La răng đẹp, phanh đĩa 4 bánh đầy đủ, có ABS an toàn, có màn hình, có cam lùi, cam hành trình. Điều hòa thì con này là điều hòa cơ. Và chiếc xe thì là sử dụng vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn đầy đủ. Form dáng rất là ok. Rồi, đi chi tiết từng phần để các bác cùng đánh giá là một chiếc xe nhá. Đầu tiên thì hôm nay em xin phép là em sẽ chuyển sang đèn hậu. Vâng, cái thiết kế hậu của chiếc xe thì nó vuốt theo những cái dòng xe như kiểu Yazid. Nhưng mà cái form này thì nó độc đáo luôn. Vì có hệ thống đèn nó là các bác là nhìn nó mê luôn. Vâng, cái thiết kế đèn của xe toàn bộ là giải led xung quanh và có đèn bóng ở giữa, nhưng mà nhìn rất là ok. Đấy, đèn này đi ban đêm thì quá yêu tờ rồi. Vâng, đảm bảo các bác là điểm 10 cho chất lượng về cái thiết kế đèn này. Còn về phần hậu đằng sau thì cái thiết kế này em này được cái là hậu đằng sau rất là yên tâm. Có hệ thống đèn chiếu sáng khi lùi và có camera lùi. Đấy, còn cốp mở thì em này mở rất là nhẹ nhàng. Đây. Lại còn logo Antis, đúng là người chủ cũ người ta yêu TOTA quá nhưng mà lại thích đi Trung Quốc, chắc là ít tiền nhưng mà lại thích hít thì thơm. Cốp đằng sau của xe thì rất là rộng, để đồ thoải mái, rộng như kiểu Yazid luôn. Và cái cốp này thì được bác chủ bác ấy cắt một cái miếng gỗ rất là dày để chống cái kiểu như là để đồ nặng. Còn lốp sơ cua đồ nghề các thứ thì đầy đủ, lòng lốp là không có bị mục mọt. Đấy, các bác ok nhá, yên tâm. Vâng, cái chỗ để đồ này thì để thoải mái luôn. Đó, có thể là gọi là một mẫu xe đa dụng to như kiểu cái dòng SUV thể thao ấy ạ.
Còn về phần toàn bộ các cái phần sườn của xe thì đinh hàn còn nguyên. Và em này thì được cái đảm bảo cho các bác là không có bị đâm va. Đấy, không đâm va, không tai nạn ngập nước và không thủy kích, không phạt nguội. Pháp lý hồ sơ thì tên có đăng ký đầy đủ, đăng kiểm đầy đủ rồi. Các bác về là chỉ có việc đi, không phải làm gì. Đấy, đèn thì cái chỗ này là hơi hấp hơi nước này. Cái này xử lý đơn giản, không vấn đề gì nhá. Đấy, còn về phần tôn sườn thì các bác yên tâm là toàn bộ sườn tôn của xe là đều không có bị lượn sóng. Đấy, tôn sườn rất là đều đẹp luôn. Và em này thì đúng là tôn vỏ dày. Đấy, cách âm chống ồn tốt nên là đi con này rất là chắc chắn luôn các bác ạ. Đấy, về phần đầu thì thiết kế của nó như kiểu con Antit thật. Vâng, đúng là thực sự các bác là nhìn như là kiểu Toyota Antit. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt, đó là có logo F3R, nghĩa là của hãng luôn đó, BYD. Và cái này bác chủ bác cái thay cái logo Toyota thôi, chứ thực ra là đây là một chiếc xe mà logo BYD. Đấy, hệ thống đèn hai bên thì như nhau, đèn thì trong và đèn của chiếc xe là cả pha lẫn cốt thì đều là sử dụng đèn led và công suất rất là mạnh. Nên là đi đêm á, riêng con này đi đêm bật pha lên nhá, em nói anh em là mình là người nổi tiếng luôn. Đấy, riêng về phần đi đêm của chiếc xe này, cản trước cản sau em này thì không có cảm biến lùi, cảm biến tiến, các bác về có thể lắp thêm. Tôn vỏ sơn màu gọi là ánh kim ca may, rất là xịn sò. Đấy, tôn mỏng luôn và xe thì cứng đấy, chứ không phải là xe lỗi đâu. Vâng. Em này thì được cái là điểm cộng nữa là dàn lốp Michelin 24, lốp 19565 la răng 15. Nhưng mà đến bây giờ thì lốp dép vẫn còn ngon. Đấy, dày dặn chắc chắn, lốp 2 đăng kiểm đến 2 à con lốp này là tuần 28 năm 19 nữa này. Và sử dụng vành la răng monobox block của SWY. Thì cái phần la răng này của xe cũng là một cái thiết kế rất là thể thao và la răng đẹp luôn. Đấy, các bác mua một con xe mà chất thể thao nhưng mà giá này không thể thao tí nào. Thể thao thường thường nó phải mấy trăm cơ, nhưng mà chiếc xe này thì em bán cái giá nó chỉ có 118 triệu đồng thôi. Riêng phần cánh thì thân vỏ thì ngon. Đấy, cánh các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường. Kính điện là lên xuống ok. Đấy, lên xuống rất là nhẹ nhàng và có phim cách nhiệt nhá, phim cách nhiệt đầy đủ. Tapi đẹp luôn này. Đấy, tapi đẹp. Cái phần này thì nó hơi bạc màu theo thời gian, vân ốp gỗ cũng cũ rồi. Nhưng mà được cái là nội thất bên trong xe này các bác ạ. Nội thất trong xe này. Đấy, ghế da của nó còn căng lét lẹt lẹt như này. Nội thất ghế da đây các bác ạ. Đấy. Nội thất ghế da còn rất là mượt luôn nhá. Đấy, nó lỗ thoáng khí đầy đủ. Và phần vô lăng thì nó còn như mới luôn. Hỏi ra thì té ra là trước là bác chủ bác cái bọc ốp vô lăng, cứ bảo làm sao mà vô lăng giữ như thế này, có túi khí an toàn. Và em này thì chạy được 16 vạn đồng hồ. Đấy, mặt táp lô là không có khoan đục, không có taxi dịch vụ nhá. Xe không có taxi dịch vụ. Có màn hình đầy đủ này. Đấy, điều hòa. Và xe thì là sử dụng số tự động. À, số tự động chạy rất là mượt. Con này thì sang số các thứ là mượt luôn. Gương kính là cũng điều chỉnh điện và có cụp. Khi mà mình khóa xe lại á, là có cụp. Sàn em này toàn bộ bằng sàn da, có lót sàn và sàn dưới của hãng này còn nguyên. Đấy. Nói chung là các bác mua cái con này về thì thực ra là mình ít tiền thì mình mua về tập lái. Đây là tem của nó còn nguyên đây này. Đấy, xuất cả Nga này, xuất cho Trung Đông này và xuất cho thị trường châu Âu, Tây Ban Nha có hết này. Đấy, đây là một phát là mấy thứ tiếng luôn. Đấy các bác nhá. Vâng. Và nói chung là với cái tầm ít tiền thì mình mua con như thế này về tránh mưa tránh nắng là rất là hợp lý. Vâng, nhiều người thì tiền ít nhưng mà lại cứ thích phải xe là phải xe tiền tỷ cơ, có khó. Thực ra là cái xe này hợp lý luôn đấy ạ, đời 2010. Như Toyota Yaris, Yaris hoặc là Toyota Vios ấy, thì em mới thưa các bác là các bác mua con này nếu mà 2010 các bác phải mua tầm khoảng 300. Nhưng mà đây là một chiếc xe giá chỉ bằng 1/4 con xe đấy thôi. Đấy, 1/4 chiếc xe đấy rồi các bác, à 1/3, xin lỗi các bác, 1/3 đấy nhá. Đấy, giá 1/3 nhưng chất thì không 1/3 tí nào, chất của nó cũng khá là ok. Đấy, máy ngon, gầm chắc, điều hòa mát, đèn đóm đầy đủ, lốp dép ngon, không hề lỗi lầm. Và xe thì còn ngon cứng luôn. Đấy, nội thất này, rộng rãi, sạch sẽ. Nội thất đẹp luôn. Đấy, nội thất này. Và tapi của xe là cánh không có khoan đục nhá. 100% cho các bác là không có khoan đục. Đấy, toàn bộ vân ốp gỗ, rồi kính điện là lên xuống bình thường. Đấy, và đóng phim phát là đóng cái kính lên cái là cái bên trong nó sẽ tối và nó không bắt nắng. Đấy, chỉ soi được bên ngoài, không soi được bên trong. Đấy, và xe thì còn rất là cứng luôn đấy ạ. Đấy. Nhiều người bảo trước có hơn 100 triệu thôi nhưng mà sao lại kiếm được con xe, thì thực ra là những cái dòng này thì những cái người người ta mua ấy là những người người ta có điều kiện kinh tế vừa. Đấy, người ta mua về để tránh mưa tránh nắng,
đi lại hợp lý và tầm tiền này cũng rất là ok đối với rất nhiều gia đình. Chứ mình mua nhiều con xe quá nhiều tiền đến lúc bán đi khấu hao nó quá cao. Đấy, chứ nhưng mà những chiếc xe này các bác chỉ mất ví dụ như là mua một năm các bác mất tầm khoảng 10-15 triệu, 20 triệu thôi. Không hề nhiều, mình đi càng lâu thì nó lại càng ít mất giá. Thế nên là đi những chiếc xe này là những chiếc xe gọi là ít mất giá luôn. Vâng. Đấy, chứ còn như xe Nhật, xe Hàn em nói các bác bảo mất giá đến lúc bán đi toàn mấy chục, 2-3 chục, 4 chục thì nhiều lúc nó khó. Vâng. Đấy, bên em thì có sao bán vậy. Đấy, kính điện lên xuống là 4 cánh là hoạt động bình thường. Đấy. À, được cái là máy khỏe, hơi căng. À, ngồi trong xe giờ là sướng nhất các bác ạ. À, đè cái nào. Đấy, máy nó lên ngay các bác ạ. Động cơ máy lên ngay. Đấy, máy vòng tua rất êm và con này là không hề có lỗi luôn nhá. 16 vạn. Đấy, màn hình nhạc nhẽo đầy đủ, âm thanh sống động vũ trường. Đấy, điều hòa lạnh luôn. Và xe này thì được cái là số tự động chứ không phải số sàn đâu. Số tự động thẳng này. Đấy, rất dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, các bác nào mà thích số tự động thẳng thì cứ em này mà diễn thôi. Đấy, đương nhiên là số tự động thẳng thì mình lựa số các thứ là ok, chạy rất là ngon. Xe thì kính còn zin nhá, con này là kính còn zin của hãng luôn này, BYD của hãng luôn. Và động cơ máy thì chạy rất là êm. Đấy, chiếc xe này động cơ máy cực êm luôn. Động cơ máy của chiếc xe đang là động cơ của Mitsubishi Tech. Đấy, máy 4G1 DAP, DAE và máy thì rất là ok, êm, mượt và máy 1.5 xăng ăn khoảng tầm 6-7 lít/100 cây. Đấy, có ABS này, có trợ lái dầu này và đầu răng hai bên của xe là đảm bảo cho bác là không có bị đâm đụng nhá, nguyên bản hết, đầu trước này, răng trước này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, răng trước còn nguyên và xe thì cứng chứ không có hề lỗi. Đấy, các bác mua con này về thì rất là hợp lý luôn, tiền ít nhưng mà mình lại có một chiếc xe thịt thơm và xe thì còn ngon cứng, máy êm. Đấy, dầu mỡ thay thế đầy đủ và không hề có hơi thừa hơi khói. À, chờ em tí em chống cái cabo lên sau này ta cùng xem hơi thừa hơi khói nhá. Úi xời, thời tiết nắng như này mình mua con xe này đi mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Đấy các bác nghe. Đấy, không hơi thừa hơi khói đâu này. Cái dàn cò thì nó ở ngay gần nên là có một chút dầu thôi, nhưng mà không vấn đề gì. Dầu này các bác nhìn này, dầu nó còn vàng óng thế này. Đấy, và mua những chiếc xe như thế này các bác yên tâm là đồ nghề thay thế sửa chữa rất dễ dàng, không phải nghĩ nhá. Đấy, không phải nghĩ luôn. Chứ nhiều bác cứ loa bảo là đồ không có cái gì, thực ra đấy là gara người ta trêu mình thôi. Chứ còn gặp bên em nói thật các bác, đồ xe gì cũng có, từ những cái xe hiếm có khó gặp đến kể cả xe Đức, xe châu Âu, đấy có hết. Đấy, còn các bác nào mà không tin thì các bác cứ cần đặt đồ gì các bác điện cho em bán luôn cả đồ luôn nhá. Đấy, gầm đây này, các bác nhìn gầm đây này, gầm đến bây giờ nó như thế này. Em này thì nói chung là gầm nó vừa vừa, không phải là đẹp xuất sắc, mà nói chung là thế này là ok rồi, không tránh được những khiếm khuyết. Nhưng với một chiếc xe mà giá 118 triệu đồng mà lại là số tự động máy 1.5 đời cao 2010 như thế này thì em khẳng định các bác là cũng không có đối thủ về tầm xe như thế này. Và chiếc xe này thì bác nào yêu thì điện thoại ngay cho em qua số hotline 0869158926. Vũ Duy Auto tại Quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Đấy, phục vụ các bác đầy đủ, hoạt động hoàn toàn ok. Và xe thì không chê được câu nào. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ hợp lý, hợp túi tiền. Vũ Duy Auto chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho tất cả mọi nhà. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Riêng em này các bác mới chê thì nói thật các bác là hỏi ngay người chủ cũ đi có sướng ở phê hay không. Người ta có điều kiện người ta lên đời cho một chiếc xe yêu, thế là người ta mới để thôi. Chứ bình thường người ta đi đến bao nhiêu năm nay rồi mà người ta vẫn không nói được một câu nào về chất con này luôn. Vâng, xe này đi nó cứng và là một xe nhập khẩu theo tiêu chuẩn châu Âu, nên là chất thì không cần phải nghĩ ngợi. Cảm ơn các bác.